kids, welcome to Eden Garden English. I'm teacher Mai Anh. Hôm nay chúng mình sẽ đi tìm hiểu tiếp tục về phần ngữ âm, đó là về âm cr. Okay, let's go. Cr. 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 Crab. Cr. Cr. Crab. Cr. Cr. Crayons. Cr. Cr. Crayons. Cr. Cr. Cracker. Cr. Cr. Cracker. Cr. Cr. Cream. Cr. Cr. Cream. Cr. Cr. Cry. Cr. Cr. Cry. Cr. Cr. Crisp. Cr. Cr. Crisp. Cr. Cr. Crowd. Cr. Cr. Crowd. Cr. Cr. Croc. Cr. Cr. Croc. Ok, vừa rồi là toàn bộ những từ vựng có chứa âm cr. Về nhà chúng mình hãy sử dụng sơ đồ này để có một bài thuyết trình thật là tốt nhé. Goodbye.